nên kính chào quý con, quý chị, các bạn đang xem kênh. thì chiều hôm nay, chiều hôm nay là chủ nhật ngày 28 tháng 1 năm 2024, thì mình sẽ tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình nhất thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng vào buổi chiều hôm nay tại khu vực miền tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Bình thuận. chủ bà con, với chị, các bạn cùng tham khảo. thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long ruột đỏ thanh long ruột trắng thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số là nông sản khác trên kênh quý bà con quý quát con chị nào có xem kênh có quan tâm đến thanh long ruột đỏ thanh long ruột trắng hay một số là nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem kính thưa quý bà con quý quát anh chị các bạn thì thành ra thanh long ruột đỏ thanh long ruột trắng ở khu vực miền tây và khu vực bình thuận thì hôm nay giá cũng chưa có biến động gì nhiều giá chỉ nhích nhẹ ở thanh long ruột đỏ và thanh long ruột trắng thì giá đang có chiều hướng tăng tăng nhẹ trở lại thanh long ruột đỏ khu vực miền tây loại 1 dao động ở mức từ 26 đến 27 ngàn loại 2 là 22 ngàn loại 3 dao động ở mức từ 17 đến 18 ngàn còn loại 4 hiện nay thì dao động ở mức từ 12 ngàn thanh long ruột đỏ khu vực miền tây hiện nay thì hàng dạt dao động ở mức từ 8 ngàn đến 9 ngàn đồng một ký đây là giá thanh long ruột đỏ khu vực miền tây giá này là giá thương lái thu mua tại dựa nhé mọi con mình xin nhắc lại đây là giá cập nhật tại dựa còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2.000 đến 3.000 đồng ký tùy theo từng nơi tiếp theo là tình hình thanh long ruột trắng thanh long ruột trắng hiện nay thì hàng đẹp dao động ở mức từ 16.000 đến 18.000 hàng sàn thì dao động ở mức từ 14.000 đến 15.000 hàng giạc dao động ở mức từ 7 đến 8.000 đây là giá thanh long ruột trắng ở khu vực miền tây tiếp theo là tình giá thanh long ruột trắng ở khu vực bình thuận thanh long ruột trắng khu vực bình thuận hiện nay thì bò đẹp dao động ở mức từ 15.000 16.000 17.000 bò sàn từ 13.000 14.000 15.000 hàng bạc của thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận hiện nay dao động ở mức từ 7.000 đến 8.000. Đây là giá tại khu vực Bình Thuận, giá này là giá thương lái thu mua tại giữa, còn giá thu mua tại dừa thì sẽ thấp hơn từ 2 đến 3.000. Tiếp theo là tình trạng thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thận. Thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thận hiện nay thì lộ 1 dao động ở mức từ 26.000, loại 2 dao động từ 21.000, loại 3 dao động ở mức từ 16.000 hàng dạc của thanh long ruột đỏ của vực bình thận thì giao động ở mức từ 8.000 đến 9.000 đồng ký tùy theo từng nơi thì theo từng khu vực tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây xin kính chúc mọi bà con quý chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ hạnh phúc thật nhiều niềm vui và may mắn xin thay